Trong Lối Về Miền Hoa, nhân vật Nghĩa do Tô Dũng thủ vai trở về làng sau khi học xong đại học, là một kỹ sư nông nghiệp nên Nghĩa được mọi người ở làng coi trọng, khen ngợi. Thế nhưng, Nghĩa lại có phần tự cao tự đại, luôn coi mình là đúng, coi thường người ít học. Thái độ của Nghĩa khiến người xem không thể ưa nổi, thậm chí là ghét bỏ. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự khó chịu của mình với nhân vật này. Trước phản ứng của khán giả, mới đây, trên trang cá nhân, Tô Dũng đã có chia sẻ đáng chú ý. Theo đó, nam diễn viên cho hay, anh đã lường trước được những gì nhân vật của mình phải đón nhận khi phim lên sóng. Trong quá trình đóng phim, Tô Dũng có thể điều chỉnh thái độ, phản ứng của nhân vật trong từng hoàn cảnh để nhân vật không bị ghét, nhưng anh đã không làm như thế. Tô Dũng đã diễn theo kịch bản yêu cầu và thử thách xem bản thân mình có làm nổi một nhân vật đáng ghét không. Ngoài ra, nam diễn viên mong khán giả tỉnh táo, phân biệt đâu là nhân vật, đâu là diễn viên để không inbox chửi mắng bản thân anh. Tô Dũng tên thật là Tô Tuấn Dũng, sinh năm 1991, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam. Anh được khán giả biết đến với các vai diễn hiền lành, dễ chịu, dễ nhận được sự thương cảm trong các bộ phim như Hợp đồng hôn nhân, Mùi cỏ cháy, Màu của tình yêu, Trò đời, Hương vị tình thân. Với vai Phi trong Hương vị tình thân, Tô Dũng được khán giả đặc biệt quan tâm, yêu mến, không thua kém gì nam chính Long của Mạnh Trường. Ngoài đời, Tô Dũng đã kết hôn với người vợ xinh đẹp và có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.